tương đương. À mà lên luôn. Sao thế? Hôm qua Ngọc lớp mình bị lên trường bên chặn đánh à? Hôm qua cái Ngọc bị bọn nó trêu chọc. Sao Ngọc có thể để bị như thế được nhỉ? À mà tôi có nghe nói Ngọc còn bị chúng nó ném cả bóng nước vào người nữa cơ à? Thực ra Ngọc như thế cũng là vì bọn tớ đấy. Sao lại thế? Cậu ấy hứa sẽ không đánh nhau nữa, sẽ học tốt hơn. Đổi lại, bọn tớ cũng phải tập trung học, không chơi bời và nghịch ngợm nữa. Chào Ngọc, đây là sách ôn tập hóa, còn đây là toán, còn phần này là tiếng Anh. Tớ soạn lại bộ đề cương để cho cậu ôn rồi đấy. Cậu cứ học theo những chỉ dẫn được ghi ở đầu mỗi cuốn sách nhá. Tớ cảm ơn cậu nhá. Không gì đâu, tớ soạn lại tài liệu cho cậu cũng là để tớ ôn lại kiến thức mà. Đưa bài tớ chỉ luôn cho. Nha, chỗ này này, cậu phải cộng vào. Đấy, vẽ hình ra ấy. Mày không dùng thì để tao học chứ. Mày vứt đi làm gì? Phí ra. Sao mày không đưa cho Ngọc nữa? Mày không thấy à? Ngọc có người đưa cho rồi còn gì. Mà cô ấy là ai đấy? Nó là Tuấn Anh, học cùng đội tuyển hóa với tôi. Thế hóa ra bà ấy thích cái Ngọc lắm mình à? Thì thích còn gì nữa, nó thích cái Ngọc thì mới suốt ngày bám lấy như thế chứ. Mà kể ra chán ông thật đấy. Đưa thì cứ đưa đi, sao phải xoắn. Ông cứ càng như thế này thì càng tạo cơ hội cho thằng kia là tán cái Ngọc. Thì cũng chỉ là một chút tài liệu thôi mà. Ngọc có rồi thì đưa làm gì nữa. Mà với cả đứa kia nó học giỏi hơn tôi nên chắc tài liệu cũng tốt hơn đấy. Tôi hỏi thật ông nhá. Hỏi đi. Nếu như ông nhìn thấy người mình thích ngồi cùng một thằng khác hoặc cùng một thằng khác thì ông có cảm thấy tức không? Ông điên à? Ông có thích đâu. Chẳng qua là thấy Ngọc đang cố gắng học hành nên tôi mang một chút tài liệu để ôn tập thôi mà. Chả lồng lắm. Thích mà không dám nói ra. Mà ông ý. Tôi làm sao? Ông thích cái Hảo, không có nói đâu. Lại còn lên mặt dạy đời rồi nữa à? Rồi, Ngọc cố gắng học hành rồi thì ông tập trung học đi. Tài liệu này cả đêm qua tôi soạn ra đấy. Nhớ tập trung học đi nhá. Tôi vào lớp trước đây. Cậu nghe chưa? Từ giờ cậu phải học tốt rồi đấy. Còn cả cậu nữa, cậu mới là người cố gắng phải học ấy. Tớ biết rồi, thôi đi vào lớp đi. Đi. Tuần này Cường với Ngọc bận thi vòng 2. Thế nên là em thay mặt các bạn ấy quản lý lớp giúp thầy nhá. Dạ vâng ạ. Còn đây là bài thi của cả lớp, em về phát cho các bạn đi. Vâng ạ. À, mà thầy hỏi này, em có biết tại sao mấy hôm nay bạn Dũng nghỉ học không? Thưa thầy, các bạn ấy bảo là bạn Dũng bỏ học rồi ạ. Chết thật, bỏ học á? Em có biết nguyên nhân tại sao không? Em cũng không rõ nữa. Thôi rồi, bây giờ em cứ về lớp đi. Để bây giờ thầy gọi cho phụ huynh em ấy. Dạ vâng ạ, em chào thầy ạ. Ngọc ơi. Đi ạ.
Ơ, mày gọi tao ra đây mà sao mày im lặng thế? Ờ thì tao muốn hỏi về Dũng. Dũng là mình á? À, đừng có nói với tao là mày thích cậu ấy nhá. Không phải, không phải đâu. Tao là tao nghi lắm đấy nhá. Không thì tự nhiên mày hỏi về cậu ấy làm cái gì? Thì tại mấy hôm nay cậu ấy không đi học ấy, nên tao hỏi thôi. Thế à, mà thôi, tha cho mày đấy. Mà muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Nghe bảo đợt trước cậu ấy học vẽ cùng lớp với bà phải không? Ừ, đúng rồi. Cậu ấy vẽ đẹp nhất lớp tao đấy. Nhưng không hiểu sao một tháng nay cậu ấy đã nghỉ học mất rồi. Thế à? Thầy tao có hỏi thì cậu ấy bảo không thi đại học nên không vẽ nữa. Thầy tao tiếc cho Dũng lắm vì cậu ấy thực sự có tài năng. Trước tao có hỏi thì cậu ấy bảo ước mơ là thi đại học kiến trúc đấy. Cảm ơn Lâm nhé. Hôm vừa rồi đã đi với Hảo lúc Hảo đang buồn. Dạ không có gì đâu ạ. Nói thật với em, bây giờ Hảo càng ngày càng trở nên ương bướng. Nó không nghe lời cô và gia đình gì cả. Rõ ràng đi du học là một cơ hội rất là tốt mà nó chẳng chịu nhận ra. Bây giờ cô và bố mẹ cô hết cách rồi. Tất cả là trông chờ vào em đấy. Dạ. Cô hỏi thật nhá, nhưng mà em phải trả lời thật lòng. Dạ cô cứ hỏi đi ạ. Em thích Hảo có đúng không? Dạ. Em không phải giấu, em cứ trả lời thật lòng đi. Vâng ạ. Vậy em thích Hảo thì chắc là em cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến với Hảo có đúng không? Đi du học là tốt cho Hảo, tốt cho tương lai của Hảo. Bây giờ các em còn quá trẻ để yêu đương. Mà đi du học cũng chỉ có 4 năm thôi. Đợi Hảo đi du học về thì yêu đương cũng chưa muộn mà. Nhưng mà học ở trong nước cũng tốt mà cô. Cô biết là học trong nước cũng tốt. Nhưng em biết đấy, với sức học của Hảo thì không thể thi được những trường như là Bách Khoa, Ngoại Thương hay Kinh Tế. Mà nó chỉ giỏi có mỗi một môn tiếng Anh, em cũng biết điều đó mà. Nếu em yêu Hảo nhà cô thật lòng thì cô hy vọng em sẽ giúp cô khuyên nó suy nghĩ đúng đắn hơn. Tất cả nhờ cậy vào em đấy. Dạ. Rồi, cảm ơn Lâm trước nha. Cô đi đây. Dạ. Linh à? Ờ, cậu đi lên văn phòng trưởng đấy à? Ừ, tớ lên học đội bóng rổ. Thì cho tớ đi với nhá, tớ cũng có việc phải lên trên đấy. Ngọc này, chúng ta làm MV Parody nhá. Tớ thấy trào lưu này đang rất là hot, mà cũng phù hợp với cuộc thi lần này. Ừ, thế nào cũng được. Mà quan trọng bây giờ là phải tìm được bài hát nào phù hợp. Ngọc. Ngọc ơi. Hả? Cậu có nghe tớ nói gì không đấy? À, có. Cậu nói tiếp đi. Cậu có chuyện gì à? Không, có đâu. Cậu nói đi. Thế thì mình quyết định làm MV Parody nhá. Ờ, sao cũng được. Ngọc này, tớ với cậu lên đăng ký đi. Đăng ký gì cơ? Thì đăng ký một cặp để thi vòng 2 ấy. Cậu đi một mình được không? Không được đâu, cái này phải đi hai người mới đăng ký được.
Thế đi. Đi. Bị làm sao thế? Tối hình như cái gì nó bay vào mắt tối, đau quá. Cậu thổi giúp tớ với. À! Cậu để yên, để tớ thổi thử xem nào. Lâm ơi, mày sao đây? Không có gì. Hôm nay hai thằng mày ăn phải cái gì à? Thằng Cường thì có chuyện buồn, còn cái mặt mày thì như kiểu đi đưa đám ấy. À, anh em mình đi làm vài trận game đi. Cũng được. Không được, mày không được chơi nữa. Sao lại không được chơi? Đi làm vài trận game giải trí thôi mà. Mê không nhớ lời hứa với Ngọc à? Ngọc nó đã không đánh nhau với Linh rồi thì mấy ông cũng phải tập trung vào Hoành đi chứ. Nhưng mà anh em đi chơi giải tỏa căng thẳng thôi mà. Với lại mai học bù có gì đâu. Thằng Đông nói đúng ấy. Tôi muốn làm vài game cho nó thoải mái, cũng đi cùng cho vui. Thôi, mấy ông đi đi. Tôi hứa với mẹ là hôm nay về sớm rồi. Ông không đi thì còn gì vui nữa. Tôi không đi, mấy ông có khi còn vui hơn ý. Thôi, mấy ông đi đi nhá. Nhớ nốt lần này rồi đấy nhá. Ok. Tôi về trước đây. À Cường ơi, đừng có buồn và suy nghĩ nữa nhá. Đừng có để cơ hội của mình tụt vào tay thằng khác. Mấy ông nói linh tinh gì ấy? Thì tôi có nói linh tinh, trúng đầu trúng cũng trúng rồi thôi. Thôi đi nhá, đi 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 đi. Ê, mày lại đang suy nghĩ về chuyện Hảo đi du học à? Hôm nay Quảng mới gặp tao xong. Gặp làm gì? Thì gặp nhờ khuyên Hảo đi du học ấy. Thế mày định như nào? Bây giờ tao không biết làm gì cả. Mà thôi, không nói chuyện này nữa nhá. Mà không biết thằng Cường nó có thích cái Ngọc nhỉ? Cường với Ngọc á? Tao nghĩ chắc là có đấy. Thích mà sao nó không thể hiện ra nhở? Thì chắc là do mẹ nó thôi. Là sao? Nói chung ấy là chuyện rất là dài. Thì hôm nào rảnh ấy, tao kể cho nha. Nhưng mà sao mày biết là do mẹ nó? Thế mày không nhớ hồi xưa tao với thằng Cường chơi thân à? Chẳng qua từ khi lên lớp 11 ấy thì không chơi nữa thôi. Sao thế? Cái chuyện này thì nó cũng rất là dài. Hôm nào rảnh thì tao lại kể cho nhá. Rảnh là lúc nào? Kể đi. Tôi để hôm khác rảnh đi. Bây giờ đi chơi game đi. Đi đi đi. Không. Đi chơi game đi, hôm nào rảnh tao kể cho. Đi. Mày kể đi. Hôm nào tao kể cho. Dừng lại. Sao? Có chuyện gì? Mày phải đánh nhau với tao. Tao đã nói tao chịu thua mày rồi mà. Tao đánh đâu mà thua? Mày phải đánh nhau với tao. Như cái lần mày đánh thắng tao năm ngoái ấy. Tao nói không là không. Thế thì tao sẽ không để mày yên đâu. Mày muốn làm gì thì làm. Tao đã nói không đánh nhau là không đánh nhau.
mày đánh trả đi chứ. Tao không thể nhau nữa. Mày. Chúng mày hơi quá rồi đấy. Không phải việc của mày, biến đi chỗ khác. Đúng rồi. Chuyện đã báo em gái, thư sinh như mày thì nên cút đây. Giữa ban ngày ban mặt, chúng mày định đánh người à? Tao báo công an bây giờ. Công an. Có giỏi thì mày gọi đấy. Em lo con Ngọc đi, thằng này để anh. Anh em, lên. Đuổi theo. Cậu có làm sao không? Nó đi hết rồi, mình về thôi. À. Chân cậu vẫn còn đau à? Giờ xem nào. Chân sưng hết cả lên rồi đây này. Thế đi tôi cõng. Hả? Sao cô? Chân cậu sưng to như thế, làm sao tự đi được? Lên đi. Thôi, tôi tự đi được. À. Thấy chưa? Chân đau như thế làm sao tự đi được? Lên đi, tôi khỏe lắm. Tôi xin lỗi nhá. Sao thế? Vì tôi kéo cậu vào chuyện này. Hâm à, sao đâu. Cậu làm thế cũng chỉ vì lời hứa với thằng Đông, Lâm và Dũng thôi mà. Thế nên tôi cũng muốn giúp cậu. Sao cậu biết? Thì tôi nghe bọn thằng Đông kể rồi. Nhưng mà cậu cũng chỉ cần tập trung học hành thôi. Đâu nhất thiết phải nhường nhịn chúng nó thế. Chúng nó đánh mình thì mình có quyền phản kháng chứ. Vì tôi đã hứa là không đánh nhau với con Linh rồi. Mà đã hứa thì phải thực hiện chứ. Nhưng mà... Cậu không thấy tôi nặng à? Sao không? Tôi chưa thấy ai nặng như cậu đấy. Ý cậu là cậu cõng bao nhiêu cô rồi và tôi nặng nhất chứ gì? Không phải. Tôi cõng cậu là lần đầu đấy. Tôi biết rồi. Mà tôi nặng thì tập trung mà cõng đi. Vừa nói vừa cõng để chết. Tôi khỏe mà, không sao đâu. Đến nhà cậu rồi à? Cậu để tôi xuống đây đi. Tôi bảo bố tôi ra đón. Cảm ơn cậu nhá, cậu về đi. Thôi, để tôi đợi cùng cậu luôn. Bố tôi... Ý cậu là bố khó tính lắm đúng không? Đúng rồi. Bố tôi khó tính lắm. Thấy cậu ở đây, bố tôi mắng chết. Thế vậy tôi về nhá. Nhớ bảo bố cho đi khám luôn đấy. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình mới được quay xong cảnh với Ngọc. Vừa được cõng một con lợn. Cõng Ngọc.
thì có 20 vòng quanh cái linh đàm thôi. Giữa trời trưa, 12 giờ trưa này. Xong rồi mình thì lúc đấy cũng chưa ăn gì. Thành ra là cũng phê phết. Mà chưa kể là chả biết là có đến với Ngọc được hay không. Nếu các bạn ủng hộ mình đến với Ngọc ấy thì nhớ like, share và subscribe kênh bọn mình để cho ông đạo diễn cho Ngọc đến với mình nhé.